Minh Đường Tử Vi Mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc Gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021 Và thiêu âm lịch hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Bính Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao giờ Kỷ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trần giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành ni mệnh ốc thượng thổ ngày bính tuất tức can sinh chi nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi canh thìn nhâm thìn ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành họa cục xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tí, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao thiên phúc, tốt mọi việc sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường sao đại hùng sa tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao vạn vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ sao tứ thời cô cỏ kỵ về cưới hỏi sao quỷ khóc xấu đối với tế tự an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông và tránh xuất hành theo hướng hắc thần, hướng Tây Bắc. Sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn đoán xem vận trình của mình để đoán lành, lãnh giữ nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là với ba tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình khi bạn đang gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ. Sự chăm chỉ và cẩn trọng của bạn chắc hẳn đã gây được ấn tượng tốt với những người lãnh đạo Nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân mình. Với những cơ hội như vậy là rất đáng quý, vì vậy với bà tuổi Tý hãy tự tin để nắm bắt, đừng có chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân mình và bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Vì vậy, hãy mạnh dạn thử thách bản thân, đặt ra những mục đích đích đến với tham vọng hơn nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn với nửa kia không mấy ít ấm, đôi bên thường xuyên có những bất đồng ý kiến. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và học cách bao dung cho những khuyết điểm của nhau nữa. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán nhờ có được các tinh trợ lực cho nên về tình hình tài chính không quá tệ và bạn cũng cần phải giữ bình tĩnh sự tự tin và quyết đoán bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội hơn người khác tiền bạc vận dụng rảnh bạn tuổi tí nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy dũng cảm vượt qua mọi thử thách để có thể trưởng thành hơn. Từ vi tuổi mậu tí thuộc mệnh hỏa, đừng đánh giá thấp chính bản thân mình. Từ vi tuổi canh tí chưa thực sự thấu hiệu nữa kia. Từ vi tuổi nhâm tí vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn, số 33, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ với tuổi Xỉu, thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi xỉu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được nguồn tài chính ổn định khi trong ngày đang có chính tài chiếu mệnh. Và nếu như bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và nếu từ trước đến nay với bạn tuổi Sửu vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay là thấp, bạn vẫn có thể duy trì được cuộc sống ổn định, thậm chí là có dư giả đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng có được cơ hội thu được một khoản tiền lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó. Xong, với bạn tuổi xỉu để phát triển một cách nhanh chóng hơn khi trong ngày đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi xỉu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hiểu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Đừng có mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết bạn tuổi xỉu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, tình hình tài chính được ổn định, nhận được thành quả lao động xứng đáng. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch để ổn định về cuộc sống. Tử vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa, người làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, thu được một khoản lời lại nhất định. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, không nên vội vã hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, không nên giữ những quan điểm lạc hậu. và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi dần là cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình của mình hơn. Với bà tuổi dần không nên quá chú tâm vào sự nghiệp hoặc là hội hè, đình đám mà bỏ quên những người luôn chờ đợi mình ở nhà nhé. Ở trong môi trường làm việc với bạn tuổi dần, bạn tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý của mình, khiến cho bản mệnh khó được lòng người khác. Và với bạn tuổi dần nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe người khác, bất kể có muốn tiếp thu hay là không nhé. Trong ngày bính tuất này với bạn tuổi dần, nếu có việc xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần quan tâm tới gia đình nhiều hơn, từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập hay là cho công việc, từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ suy nghĩ cố chấp không nghe ý kiến của người khác, Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, không được lòng tập thể, hại sự đội tính xấu của mình, Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, thích hợp xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có ngũ hành nhị hợp tác động và đây là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi mão trở nên rất sĩ diện bản mệnh tuổi mão thường không chịu nhận lỗi sai do chính bản thân mình gây ra vì cho rằng như vậy tức là thừa nhận mình kém hơn người khác trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương thì hôm nay lại là một ngày khá thích hợp để cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp hoặc là quan hệ hợp tác về làm ăn. Bạn hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình, bạn mạnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng giúp cho công việc của mình trở nên thuận lợi hơn trong tương lai. Và trong ngày này với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi mão đang có quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ của mình. Tuổi ta cách biệt khiến cho đôi bên có những quan điểm khác biệt nhau, khó có được sự thấu hiểu cho suy nghĩ của nhau. Xong, cả hai đều nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương xem sao bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi về mình. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, tính cách nóng nảy, rất dễ kiêu ngạo. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, thích hợp xây dựng các mối quan hệ về làm ăn. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, có quan điểm bất đồng với những người thân. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 27, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ phi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xíu mùi cái điều này làm cho công việc của bà tuổi thìn ngày hôm nay gặp phải nhiều trở ngại ngoài ý muốn của mình và nếu như bạn cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cho cấp trên và đồng nghiệp cảm thấy ác cảm. Và cho dù bạn có đạt được thành tích cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó bẻ được thăng tín nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Thìn lại đang có điểm báo ngày hôm nay đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì không phải là ngày thích hợp để cho bạn lựa chọn về đầu tư. Bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe những lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm và chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn, chớ có nên nóng vội đầu tư nhất thời mà lại tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bản mệnh là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, nhất là đối với những ai mắc các bệnh về dạ dày, bệnh về đường ruột, nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu như cảm thấy không được khỏe thì nên thăm khám bác sĩ, không nên chần chừ kéo dài thời gian, kẹo lại bệnh tình càng thêm nặng hơn về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc gặp phải nhiều trở ngại tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên đưa ra những quyết định về đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chú ý quản lý về tài sản tránh bị thất thoát về tiền bạc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân về đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 46, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày gặp được nhiều may mắn về phương diện sự nghiệp cho mình đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán hay là đầu tư với bà tuổi tỵ có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định và triển vọng trong tương lai và cái đích của bạn đặt ra đã không quản xa nữa. Và với bạn tuổi tỵ bạn tính ôn hòa cũng sẽ giúp cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất chi là thuận lợi. Những người này, họ có thể sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn có được những cơ hội rất đáng quý. Vì thế, bạn hãy thường xuyên giữ liên lạc với họ bạn tuổi tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng trong gia đình với bà tuổi tỵ cũng là một người rất dịu dàng biết quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong nhà bà tuổi tỵ luôn biết chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận và đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể một điểm rất đặc biệt của bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn có được nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của bản thân, đi xa thì gặp được người, có quý nhân giúp đỡ và đặc biệt bạn rất có thể sẽ có được tài lộc bất ngờ như thế là trúng số, trúng thưởng trong một trò chơi nào đó. Và bạn cũng đừng quên khi xuất hành đi xa nên lựa chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông để tăng thêm vận may cho mình nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nhận được những mối làm ăn có triển vọng từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ tiếp tục cố gắng hướng tới những mục tiêu đã đặt ra từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc xây dựng được những mối quan hệ xã giao hòa thuận từ vi tuổi Tân tỵ thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của những người xung quanh từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 69, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ bảy, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp cái điều này sẽ giúp cho bà tử ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc và khi được giao cho công việc gì, bản mệnh tử ngọa thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ do dự dù đó là công việc có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên với bản tử ngọ trước khi đưa tay vào làm bất cứ việc gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng bạn cần phải suy tính một cách thật kỹ càng không nên quá nóng vội sẽ khiến cho bản thân mình rất dễ mắc phải những lỗi không đáng có nhé và trong ngày thứ bảy này với bà tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bà tử ngọ với những người trong gia đình đang rất hòa hợp bạn và nữ kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt thậm chí tính tới những chuyện xa xôi hơn nữa rồi và trong ngày thứ bảy này với bà tứ ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tứ ngọ với những người trong gia đình đang vô cùng hòa hợp bạn và nữ kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong giai đoạn quá trình yêu đương nồng nhiệt thậm chí là tính tới những chuyện xa xôi hơn nữa rồi về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhiệt tình hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa dễ bùa cuộc khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tình cảm lứa đôi càng thêm thắm thiết. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 68, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi trở nên tự tin thái có bạn mệnh tuổi mùi tự cho rằng mình là người đứng đầu và có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của bất cứ ai cả với bạn tuổi mùi bạn là người hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong thế nhưng bạn rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội và không chịu suy nghĩ cho kỹ càng bạn cần phải bình tĩnh và cân nhắc cho thật kỹ càng nếu không bạn sẽ phải tốn thời gian để khắc phục những hậu quả do mình gây ra nhé trong ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có hung tinh chiếu mệnh mang đến cho bạn có nhiều điểm báo xấu gặp trắc trở phiền muộn hỏa huyết quang đặc biệt chú ý khi tham gia giao thông không đến những nơi nguy hiểm hạn chế làm những công việc có tính chất rủi ro cao nên bảo hộ lao động đầy đủ nhé và ngày này với bạn tuổi mùi cũng không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành những công việc trọng đại sẽ không tốt cho bạn về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tự tin thái có, không nghe theo lời của bất cứ ai. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, sẵn sàng tin phong làm mọi việc. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, chú ý khi tham gia giao thông và thực hiện những công việc có tính chất nguy hiểm cao. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, việc làm ăn tiến triển không được thuận lợi. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Về đánh giá của ban tuyển mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay có phần được khởi sắc bạn tuổi thân đang rất hòa hợp với nửa kia của mình và mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm phần thấu hiểu về nhau hơn. Đồng thời, bạn và người ấy cũng không quên hâm nóng tình cảm cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa. Với bạn tuổi thân, bạn là một người cha, một người mẹ rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn không muốn mình trở thành một người bề trên chỉ biết ra lệnh hoặc là dùng những hình phạt. Vì thế nên bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con mình. Tuy nhiên, về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, do ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cho nên bạn sẽ phải chịu sự giảm pha, chèn ép của những người có quyền cao, chức trọng, công việc căng thẳng khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà hành động quá mức thiêu cảm tính của mình nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy hòa hợp với nửa kia đôi bên luôn tháo hiệu lẫn nhau tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ham náo tình cảm vợ chồng tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc giữ bình tĩnh không nên làm tình hình trở nên căng thẳng hơn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên đồng nghiệp vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của tam hội trợ giúp cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao với mình và nếu như bạn may mắn bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay đây cũng là thời điểm thích hợp để cho đôi bên hợp tác cùng phát triển công việc của bạn tuổi Dậu trong ngày này cũng có được những chuyển biến tích cực với bạn dũng cảm nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ không muốn nhận trách nhiệm đây cũng chính là thời cơ để cho bạn gây ấn tượng tốt với cấp trên và vươn xa hơn nữa trong tương lai của mình bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cũng cho thấy bạn mệnh tuổi dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình bạn tuổi dậu luôn quan điểm rằng người trong nhà phải luôn trò chuyện tâm sự và thấu hiểu lẫn nhau, có như vậy thì sẽ giảm thiểu được những hiểu lầm hay là nghi kỵ không đáng có nhá. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao hòa thuận có lợi cho mình, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa tạo ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhìn về bạn, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim các thành viên trong gia đình luôn quan tâm và thấu hiệu lẫn nhau và đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24 số 91 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu ghi quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi thìn, tuổi sửu. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt, cho chúng ta thấy là bà tuổi tốt đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tốt có được sự năng động để làm nhiều việc nghề tay trái và có thể sẽ nhận được tiền công xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra giúp cho bạn cải thiện được đời sống gia đình cũng như là tạo thêm nhiều động lực cho bạn trong tương lai nữa và trong ngày này với bạn thủy tuất bạn lại đang gặp được ba cát tinh xuôi chiếu thiên phúc thiên ấn và thái dương đồng chiếu có lợi cho cả chính tài và thứ tài một số người có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay nhờ vào những trò chơi may rủi. Quả thật là với bạn tuổi tuất khi bước sang đầu tháng mới, rất có thể bạn sẽ là người may mắn nhất. Tuy nhiên, với bạn tuổi tuất cần phải ý thức rằng mình không nên sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng làm giàu bằng sức lao động của chính mình sẽ bền lâu hơn bạn tuổi tuất nhé. Và ngày này với bạn tuổi tuất xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày Bính Tuất cho nên không thích hợp để cho bạn làm những công việc trọng đại. Vì thế, nếu công việc gì quan trọng thì bạn nên xem xét gác lại để tránh những tác động xấu không mong muốn xảy ra. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, công sức lao động bấy lâu nay được báo đáp, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ có nhiều động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có cơ may phát tài nhanh chóng nhờ vào các trò chơi may rủi từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên phụ thuộc vào vận may quá nhiều Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này làm cho các mối quan hệ xã hội của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm với những mâu thuẫn bất đồng với bạn bè hoặc là đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện vốn dị đã khó giải quyết nay lại càng trở nên căng thẳng hơn và trong gia đình với bạn tuổi hợi bạn tỏa ra là người khá nóng nảy thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác và bạn hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác đừng có coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên kẹo lại gây tổn thương cho những người thân yêu của mình nhé trên phương diện sự nghiệp với bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh và bạn vốn là người rất tài hoa. Vì thế, đừng có nên lười biếng lại làm mai một tài năng của bản thân. Với bạn tuổi hợi cần phải cố gắng hết mình cho công việc dù bây giờ có phải vất vả đi chăng nữa. Và bạn là người khổ trước, sướng sau, tương lai chắc chắn sẽ rất giàu nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa dễ xảy ra những mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ hãy đặt mình vào vị trí của người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không hòa thuận với gia đình thích làm theo ý của mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chăm chỉ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy không nên lười biếng cậy rằng mình có tài và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 42 số 76 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu xanh nước biển màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.